Giới chức y tế Nam Sudan vừa cho biết tính cho tới thời điểm hiện tại, nước này đã ghi nhận tổng cộng 15 trường hợp trẻ em thiệt mạng do những sai sót trong quá trình tiêm vaccine sởi. Ngoài những trường hợp thiệt mạng, giới chức y tế Nam Sudan cũng ghi nhận 32 trường hợp khác xuất hiện các triệu chứng như sốt, nôn mửa và tiêu chảy sau khi tiêm. Tuy nhiên, hiện các đứa trẻ này đã dần hồi phục sức khỏe. Theo những điều tra ban đầu từ phía cảnh sát Nam Sudan, những trường hợp tử vong này là do bác sĩ ở bang Kapoeta, phía đông nam của đất nước, đã vấp phải nhiều sai sót như sử dụng một kim tiêm cho 4 ngày tiêm chủng. Bên cạnh đó, loại vaccine này cũng dùng để tiêm chủng và không được cơ quan y tế địa phương bảo quản lạnh đúng cách trước khi dùng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.